khi mà một cái máy giặt á mà mọi người xem là thấy cái đường nước chảy yếu như thế này, thì một là cái quanh lưới lọc dơ, hai là bị hư cái màng siêu bơm nha mọi người. Thì cách chia sẻ hướng dẫn của mình là rất đơn giản. Chào tất cả mọi người các bạn, hôm nay trở lại với kênh Toàn Đổ Vlog. Mình cũng đi tới nhà khách xem sửa một cái máy giặt Awa. Awa là loại này là S70KT, đời 7kg nha mọi người. Máy này thì khách báo là vô nước yếu, nếu nước yếu thời gian là nó sẽ nhảy lỗi. Thì trong những clip trước á, mình cũng có là chia sẻ kinh nghiệm là cho tất cả các bạn là test mã lỗi một cái máy Awa. Thì bây giờ hôm nay đi trực tiếp vào vấn đề thì mình không có test mã lỗi nữa, mà mình đi vấn đề trực tiếp để mà cho các mọi người các bạn nhìn để biết rằng cái máy đó nó nước như thế nào. Giờ trước khi tháo máy, mình cũng mở xem thử như thế nào. Rồi, mâm đảo, tín hiệu đèn phao nhảy nha mọi người. Thì đúng là máy là nước yếu nha mọi người. Cái trường hợp này mà nếu mà nó mà không đủ lượng nước chảy vào cái thời gian bao nhiêu phút á để mà đầy thùng giặt á, thì máy sẽ báo lỗi nha mọi người. Thì anh em nào mà muốn nhìn là xem cái cách test mã lỗi của cái máy giặt Awa thì vào danh sách phát của kênh mình á, mình cũng có hướng dẫn chia sẻ cái trường hợp mà test mã lỗi của máy giặt Awa. Còn bây giờ đi vào nội dung chính thì mình sẽ khẳng định là cái này là nó bị hư cái siêu quanh nước nha mọi người. Đây, siêu quanh nước nó nằm là mình mọi người chỉ mở hai con ốc hai bên đi. Và mở ra mình là một là mình thay van, hai là mình sửa thay siêu lại. Thì những clip đó mình cũng chia sẻ rất nhiều rồi, anh em nào biết thì bỏ qua, còn anh em nào chưa biết thì tìm hiểu theo kinh nghiệm. Rồi bắt đầu mình rút điện mình tháo. Đây mình mở như thế này nha mọi người, mở không biết này ra này nắp lên, chung cũng rất đơn giản thôi, không có gì khó. Đây là cái quanh bơm đó nha mọi người, có dòng thì loại là hai bơm hai quanh, có dòng là bốn quanh, còn riêng cái thằng này là một quanh nha mọi người. Thì giờ mình mở cái này ra mình đi, một là để mình kiểm tra sửa lại. Anh em nào mà chưa biết tiếp cái mã lỗi của cái máy giặt Awa thì hãy vào cái danh sách phát của kênh mình đó, tìm vào cách tiếp mã lỗi của máy giặt Awa, mình cũng chia sẻ rất nhiều rồi. Rồi mình tháo này mình lấy rồi. Ở trong này là nó có một cái đây là cái giống như cái biến thế, ở trong này nó có một cái lò xo và một cái rotor cốt nhịp á, đầu nó là cái một cái miếng cao su đệm. Ở đây là màn trước là có một cái siêu. Thì đối với những dòng máy này mà cái siêu mình xài lâu ngày nó sẽ bị rách. Rách thì nó đóng mở là nó vào, cho nên vàng nước yếu nha mọi người. Mình nếu mà nhờ anh em nào có thì thay vào, không có thì mua cái mới. Còn mình làm mình sửa chữa, mình hướng dẫn là đối với những dòng máy mà dù nó bốn bơm, bốn van á, bốn van nước vào thì nó mắc. Thì mình chỉ cần mua cái một cái nào hư cái nào thì mình tháo thay siêu cái đó thôi là ok. Rồi bắt đầu giờ mình tháo cho mọi người. Này thì nói chung là nó bị hư cái van siêu này nè, mình áp dụng phương pháp này là mục đích để mà làm cho những cái van bốn van hai van rồi đó nó mắc tiền thì mình có phương pháp thay thế như thế này thôi. Tháo như thế này. Thì mọi người mà không có thì mua quanh khác cũng được.
Còn mình có những cái oanh cũ á, bị cháy á, mình tháo ra mình sẽ thay cái siêu rồi thôi. Nguyên do là nước nó vào yếu là nó do nó hư cái siêu này. Đây mọi người nhìn cái siêu bị rách nha mọi người, những cái siêu rách này mọi người thấy nó rách không? Rách này là nó không có vô nước được, nước chảy rất yếu. Rồi bây giờ mình cũng tháo một cái quanh cũ ra nè, mình sẽ đổ vào thôi nha mọi người. Cũ là nó không có rách tốt. Cái này mọi người chỉ đặt, nên nhớ là đặt cái lỗ nè, cái lỗ to này nha, nơi này nó có lỗ nè, đặt vào hướng vào. Rồi bỏ vào thôi nha mọi người. Mình áp dụng gì là những cái phương pháp mà cho làm cho những cái máy mà nó xài 4 van 2 van mắc tiền á, thì mình coi kiểm tra cái nào hư á, van hư thì mình thay như gì nó đỡ tốn tiền, đỡ tốn kém. Đối với những cái dòng máy giặt AWE thì như đôi lúc ra thì chạy nó yếu, thì mình một clip trước thì mình cũng chia sẻ là test rồi, giờ mình không clip này thì mình quay trực tiếp để sửa cái van nước luôn. Rồi ok, giờ mình chỉ việc đi ráp thôi. Rồi bắt đầu mình ráp vào nha mọi người. Thì tháo thế này rất cũng đơn giản thôi, để mình vặn ốc xong rồi mình quay tiếp. Rồi mình tắt cái van nước cho nó. Rồi bắt đầu giờ mình găm điện mình thử nha mọi người. Coi nước chạy mạnh chưa. Mở con ép. Tín hiệu đèn cảm biến phao nhảy. Đây mọi người xem cái máy giặt này là bắt đầu nước chạy mạnh nha mọi người, không còn yếu như lúc ban đầu nữa nha. Thì những trường hợp mà như thế này, khi mà nhà tất cả mọi người các bạn mà gặp một cái máy giặt mà nước chảy yếu á, thì mọi người nên là kiểm tra cái đường nước vào. Một là đường nước dơ, hai là cái siêu quanh của cái quanh nước vào nó bị rách nha mọi người. Thì mọi người có làm hướng dẫn theo clip mình làm. Đôi lúc mà gặp những cái máy giặt mà nó xài là 4 quanh, 2 quanh đó, thì những cái quanh đó thì nó mắc tiền, thì mọi người cần thiết là làm cho mình kiểm tra cái van là hư, thì mình chỉ cần mua một cái thay vô cái van đó thôi, chứ đừng có mua nguyên cái thì nó phải yếu. Rồi bây giờ mình tắt mình xẻ nước ra cho tắt luôn.
Đối với những cái dòng máy mà AWA, inverter hay là mono gì thì tất cả những cái quan siêu, cái siêu màng của cái quan đó là đều giống nhau hết, chỉ khác biệt căn cái là có khi mà xài siêu lớn, siêu nhỏ, cho nên mình khi mình mua là mình phải lựa những cái nào nó trùng khớp với nhau, cái siêu mà nó đồng nhau là bỏ là đều chính xác hết tất cả. Rồi mình kiểm tra máy quắt ra tốt nha. Máy này thì nó còn ở chế độ khóa cửa, cho nên mình dỡ cái nắp lên thì nó sẽ tắt. Thôi cái clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người có cảm thấy hay hãy bấm cho mình một like, một đăng ký kênh, chia sẻ để mình có động lực làm những clip mới. Xin chào tất cả mọi người các bạn.